Xin chào tất cả mọi người. Sáng nay mình có 3 cái buổi giải hạn. Nói chung là phải gọi là siêu siêu VIP nữa. Cái này là đúng là quý quý vật thì sẽ tâm quý nhân, cho nên là mình nghĩ là ai ai là người may mắn thì sẽ được sở hữu một trong 3 cái bụi lan này. Thì đây, đây là 2 bụi và đây là 1 bụi. Thì đêm hôm qua khi dân người ta mang từ trên huyện về, người ta hái từ rừng về thì mình gọi ngay mình qua lấy. Và khi mình chạy qua mình xem thì mình quá mê trước cái vẻ đẹp của từng cái lá của cái bụi này, cho nên là mình phải thuê một chuyến, thuê hẳn một chiếc taxi chứ không dám chở bằng xe máy như mọi lần các bạn. Thuê hẳn một chuyến taxi và nhẹ nhàng đặt nó lên. Đây các bạn. Về cái bụi đầu tiên á, cũng là cái bụi số 1, là cái bụi siêu VIP á, thì người ta chặt nguyên một cái cây từ trong rừng. Đấy. Mình sẽ quay rất là chi tiết cụ thể cho các bạn xem nha, để mình lấy nét đấy. Rồi. Đây. Này các bạn nè, đây là một cái bụi nguyên bản nha. Không phải là cái bụi ghép nha các bạn nha. Nguyên bản, từng cái mâm của nó đều là cái mâm da hết nha. Đấy. Đấy. Và các bạn xem nè. Nó là một cái loại đất lây nhưng mà nù, thân nó rất là nù, các bạn xem này. Nhưng mà cái hàng nù thì thường nó ngắn, nhưng mà cái anh này rất là dài, được cái lá lại lá mít nữa. Đấy. Mình nghĩ ba cái mầm này, cái bụi mà ba mầm này mùa tới nở hoa thôi tuyệt vời, các bạn xem này. Tại vì cái thân của nó, cái thân cũ nó, các bạn xem thấy không? Đấy. Nó dài hơn 1 mét luôn các bạn. Và thân của nó rất là to, tuy đã héo héo rồi mà nó vẫn to như thế này nè các bạn. Và các bạn thấy cái cùi hoa chưa? Đấy, những cái mấu đó là cái cùi hoa, đây là cái mấu đó nè, là những cái cùi hoa của mùa trước nha. Thì các bạn xem nè, nó cái cùi hoa nó chạy từ ngọn đấy, đấy nó chạy từ ngọn rất là sai đấy. Đấy. Đấy, và nó lên tới sát gốc luôn. Đấy. Các bạn hình dung được cái độ dài của cái mâm chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến ba cái thân tơ nha. Ở đây có hai cái mầm tơ nằm song song với nhau. Đây mọi người thấy nha. Đấy. Và ba cái mâm này kích thước tương đối như nhau. Hiện tại mình chưa đo nhưng mà mình ước lượng khoảng cỡ 1 mét. Đấy. Các bạn xem lá nè. Quan trọng là người ta giữ được cả một cái thân như thế này mang từ rừng về các bạn. Nó chỉ bị dập một số cái lá phía dưới thôi. Đây, ví dụ này. Đấy. Nó chỉ bị dập một sơ sơ vậy thôi. Còn lại này. Tuyệt đẹp luôn. Mà như ra còn chưa thắt ngọn nha các bạn. Đấy. Chưa hề thắt ngọn luôn. Mình sẽ quay từng mầm. Và đây đó là mâm vừa rồi nha, và quay cả hai mặt trước sau luôn đây các bạn. Mình sẽ quay cái gốc cây cho các bạn xem này. Cái bộ rễ của nó đã ăn rất là dài các bạn, nó ăn từ trên nó xuống dưới trên này, này. Trắng trắng là cái rễ của nó. Ngoài ba cái mâm đó ra thì các bạn thấy nó rất nhiều cái mầm già đúng không, và mình nghĩ là đây có thể gọi là một cái siêu phẩm đến từ núi rừng. Cành người ta mới chặt ngay hồi chiều hôm qua luôn nha các bạn. Đây nè. Đó, cành cây mới chặt đang đang còn tươi luôn, chưa kịp khô luôn này các bạn. Đó. Và tất nhiên mang được một cái dê nguyên bản như thế này từ rừng về là rất là khó khăn. Cho nên là cũng một cái cây đấy. Nhưng mà người ta chỉ lấy được một cái bụi đó chặt nguyên cây thôi. Còn mình có hai cái bụi này nữa, là hai cái bụi phụ các bạn, cũng là cái thân nù luôn nha. Đây các bạn. Và cái này thì người ta bóc, không 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 thể chặt nguyên cành cây về được. Tại vì nó quá nặng. Người ta phải bóc, bóc để mang về thì được 3 bụi này. Và nghe cái cậu ấy tường thuật lại thì là mới có một nửa cây thôi. Hiện tại là còn một nửa cây nữa. Và hôm nay thì sẽ về dẫn ông già của cậu đấy lên để hai cha con là cùng trèo, tại vì cái cành đó nó quá xa. Cái cây nó quá cao các bạn, mà một cái cành ngang rất là ghê gớm, rất là nguy hiểm.
Và mình giới thiệu luôn qua hai cái bụi nu này nha các bạn. Đây, các bạn xem này. Đấy. À, cái bụi thứ hai này đi. Cái bụi thứ hai là có 3 mâm nha các bạn. Đây một mâm này. Đây cái mâm thứ hai. Lá các bạn quá đẹp luôn. Chắc hai cái dây ngắn này mình sẽ gửi bằng thùng xốp nha các bạn. Mình sẽ đóng thùng xốp và mình treo cố định ở bên trong luôn. Nha các bạn. Mấy anh nu này mà chơi quá đẹp luôn. Này các bạn xem cái lá của nó nha. Thân nó rất là đã, y như nhung nữa. Đây, người ta bóc nguyên cái dê từ cây này các bạn. Mới đêm qua luôn. Mới về đêm qua. Còn đây là cái dê số 3. Cái dê số 3 thì có 4 mâm nha các bạn. Này. Dê nào cũng đẹp hết các bạn ơi. Dê này được 4 mâm, trong đó có một cái mâm nhỏ này. Nhỏ nhưng cũng 40 phân rồi các bạn. Còn lại các cái mâm này toàn là 60 phân. 60 phân. 60-70 phân. 67 phân nha. Vậy mình xin nhắc lại nha các bạn. Cái dê thứ nhất là cái dê siêu VIP là có 3 mầm dài khoảng 1 mét. Lá mít đắc lây, nguyên dê, nguyên cây. Nguyên bản nha. Nguyên bản nguyên cây luôn. Nó có 3 cái mầm tơ và 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giờ mình tính cái mầm lớn thôi nha. Tính cái mầm già thôi. Và là nó có, bên này là 4 đó nè. Đây. Bên này là 4 nha các bạn. Đây 4. 4 cái mầm già à, bên kia 4 cái nữa đi. Tính 4 cái nữa là 8 cái mầm già và 3 cái mầm tơ ha. Còn bên đây mình có cái bụi số 2 là nó có 3 cái thân nù. Và cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái mầm da các bạn. Rất là khỏe, cái bụi này sẽ rất là khỏe luôn. Đó cái bụi số 2 và cái bụi số 3 đó các bạn. Một cái dê, cái này mà tách ra có thể được mấy bụi luôn các bạn. Chúng ta tách ra có thể được tới mấy bụi để làm giống luôn đấy. Cái này thì có 4 cái mâm tơ nha các bạn. Và có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cái dê số 3 này có 4 cái mâm tơ và khoảng 15 cái thân da các bạn. Và cái dê của nó rất là to và dài. Cái này mình có thể tách ra thành rất là nhiều cái bụi nhỏ. Đó. Tương tự như anh này vậy, nếu các bạn về các bạn tách cái thân già ra thì nó có thể đẻ ra nhiều cái cây con. Chưa kể là các bạn ươm cây từ những cái thân già này nha. Những cái đoạn mà chưa ra hoa thì chúng ta có thể được ươm được cây nữa, lấy giống nữa. Không biết là ai sẽ là chủ sở hữu của 3 cái dê VIP này đây.
Mọi người subscribe cái kênh của mình để mỗi lần mình đăng clip mới là các bạn là người theo dõi đầu tiên này, để chọn cho mình những món hàng ưng ý nha. Và mình xin nói trước với các bạn luôn là ba cái dê này nha, ba cái dê này, hai cái dê này này, mình nói trước luôn, hai cái dê này có giá không dưới một triệu nha các bạn, tức là mỗi dê có giá không dưới 1 triệu, được chưa? Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Kia là các cái thùng lan của sáng nay là mình sẽ gửi.